Vâng, mình xin chào tất cả các anh em. Thì hiện tại buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục với cái khóa học tại thủ đô Vương quốc của Campuchia. Và hiện tại các anh em thợ Campuchia đang rất là hăng say để học anh em nhé. Và cái phần này đang là phần sử dụng máy chẩn đoán lỗi motor xịn nắp để đọc các cái lỗi trong giải khi mà đèn check xe báo lỗi anh em nhé. Và sau khi phần xe báo lỗi rồi thì tiếp tục sử dụng máy motor xịn nắp để chẩn đoán các cái lỗi khó như không báo mã lỗi và thực hiện cái chức năng kiểm tra hao xăng nhiều anh em nhé. Và sau khi máy chẩn đoán lỗi motor xịn nắp tự động phân tích lỗi hao xăng nhiều thì đã tìm ra cái nguyên nhân lỗi đó là do xăng hao nhiều, là do kim phun nhiên liệu anh em nhé. Và sau khi kỹ thuật của DTD Auto Việt Nam thay kim phun nhiên liệu bằng một kim phun mới thì chiếc xe đã tiêu hao nhiên liệu bình thường trở lại anh em nhé. Vâng, và anh em thấy là đó là chỉ ra lỗi cơ khí của kim phun và lỗi chúng ta đã sửa được và đã hoàn thiện chiếc xe trở lại bình thường. Và xin cho một chào vỗ tay rất lớn để chúc mừng chúng ta đã sửa con chiếc xe với công nghệ của AI trên máy mô tô xịn nắp. Ok, đang ở cái điểm ca vỗ tay đặc biệt ca vỗ tay một bình khô đó là điểm ca tôi bị mấy bị xe bị hành xa rồi là về đi nhưng chưa đại ông xa tôi con người mà xin một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả anh em học viên của Campuchia đã giao lưu trong buổi học ngày hôm nay trong phần của chúng tôi. Ba năm con ở tỉnh Yêu con ở ban năm từ bao giờ đến hai con số học quân được tên là sẽ là con số được mong ban cho học co và bên con nhà học số ba như gì vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi cũng chỉ có thời gian như vậy để giao lưu các bạn. Khi nào các bạn muốn học chuyên sâu thì các bạn hãy học Lucerne để học chuyên sâu tại Campuchia. À, chẳng là sao tại con viên phê mình liên tịch chẳng như phan thái và mang đi liên tịch nó chẳng xâm lạc con phố này trong tập xa và thái phương dư là chi ca sắc tha từ môi nhập bàn đó và chi lúc này mà mình sẽ scan tiếp đâu càng chi của chúng ta. Tôi hy vọng là trong thời gian gần tới thì các bạn mỗi người sẽ có một chiếc máy mô tô xe táp để phục vụ cho công việc của mình và các bạn hãy liên lạc với Mr. Dunn để order mô tô xe táp. Chúng ta đã mong muốn là mình sẽ làm bảo lòng và trong chia một sân nó chắc mong muốn ai cũng được nông bán một trong chia bằng nạn là cũng muốn được xem thêm và càng được chia rứa mong muốn ai cũng được nông tam chi chi được sai được ai nhưng mà tam phải làm khai bán đấy nó chú ra và từ lại mai tiếp một tam để ăn cơm trung từ lưu ăn nhịp cam từ trung từ như bạn và các bạn hãy hoàn toàn yên tâm Mr. Dunn là dealer DTD Auto in Campuchia. Tất cả các trang thiết bị của các bạn, các máy mô tô xe táp được bảo hành và bạn cứ mua của mô tô xe táp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo hành cho bạn dài hạn và sửa chữa, nâng cấp cho bạn dài hạn, bạn hoàn toàn yên tâm. Và nó chân sản phẩm nó phanh hà từ ca, bạn có vô là chiêm một sinh scan tới, bạn có vô ai cũng nên hẳn lốn, bọn nhóm tốt, rất là năng, ta mà đang khai địa bàn, nó cũng có nhiều thân nạn lớn và trên đường program, còn nên chui dương là bằng hàng ở lớp sinh thì bằng hàng ở lớp một con sóng ở một con mà sinh sản thì bỏ dưới đấy và còn tiền xem program to thì nè tổ xe cam được chín to trong những bằng hai ở bằng hai thì một con thì nè thì đi ở dưới và thank you everyone.